Ơ, sao cửa mở này? Vào, anh vào nhà bếp. Anh không report nhanh thì lao thẳng camera. Nhìn anh thôi. Flo. Ê, ngoài cửa, Flo. Quỷ chân chuồng à? Ôi bạn ơi. Bạn kia quay lại rồi. Đấy có mà. Hôm nay mình sẽ chơi lại con Alternative Watch. Tại vì một tuần rồi mình chưa thấy có trò nào hay hơn trò đấy. Mình sẽ để cái bảng này ở đây vì mình biết là các bạn cũng muốn chơi cùng mình. Đây, cứ nhìn thoải mái. Lần trước tôi thắng không phải là vì tai nạn đâu các bạn. Trước khi vào video thì mình chỉ muốn nói rằng cái video này được tài trợ bởi Hojoverse. Mình cảm ơn Hojoverse rất nhiều. Cảm ơn. Tôi yêu bạn. Hojoverse là một nhà phát triển game hàng đầu với nhiều sản phẩm game đa dạng và chất lượng cao như là Honkai Impact 3 hay là Genshin Impact. Và để tiếp nối sự thành công trên, nhà phát hành Hojoverse đã cho ra mắt cái tên mới, đó là Honkai Star Rail, đã được ra mắt vào ngày 26 tháng 4 cùng hàng loạt sự kiện và phần quà cho người chơi mới. Ngoài ra, đây là một game được hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt. Honkai Star Rail là một game RPG đa dạng với thế giới phong phú, hấp dẫn người chơi bởi tính free to play. Game có nhiều nhiệm vụ khác nhau, tìm kiếm và hệ thống chiến đấu theo lượt giúp bạn có thể tính toán và lên chiến thuật tốt nhất. Honkai Star Rail cũng có hệ thống kỹ năng và trang bị đa dạng, hệ thống phát triển nhân vật và tiến cấp giúp bạn nâng cao sức mạnh và đạt được những thành tựu mới. Với đồ họa và âm thanh sống động, Honkai Star Rail cho phép bạn trải nghiệm trò chơi trên nền tảng như PC, Android và iOS. Chưa có trên PS à? Câu chuyện của Honkai Star Rail là hành trình phiêu lưu và kịch tính của một nhóm bạn trẻ trên chuyến tàu Astro. Trong suốt hành trình, họ phải vượt qua nhiều thử thách và gặp gỡ nhiều người khác trên tàu, bao gồm những người bạn cũ từ CV Honkai. Bạn sẽ được trải nghiệm hệ thống nhân vật đồ sộ, đi cùng với đó là hệ thống nguyên tố vô cùng thú vị: gió, sét, lượng tử, vật lý, ảo ảnh, băng, lửa, nhiều thế. Và dàn nhân vật xịn sò cùng kỹ năng vô cùng đẹp mắt. Hãy cùng điểm qua một vài vị tướng tiêu biểu có thể cho bạn thấy sự đa dạng trong cách chơi của game. Ví dụ như Japan là chất tướng tanker hệ băng, tính năng và kỹ năng độc đáo sẽ là một sự lựa chọn để có thể phối hợp. Himeko với tính năng đặc trưng là gây sát thương liên tục hệ lửa và sát thương phạm vi rộng sẽ không làm bạn thất vọng để gây sát thương cho đối thủ. Và đặc biệt, Mod 7 là một nhân vật tướng nữ với ngoại hình dễ thương, xinh xắn như một công chúa trong game. Mod 7 là một tướng gây sát thương vật lý hệ băng, sử dụng cây cung làm vũ khí và có khả năng sát thương tầm xa. Hệ thống kỹ năng của Mod 7 lại chỉ có 3 chiêu thức quan trọng thôi nhé. Chiêu thức đầu tiên sẽ là bắn một mũi tên gây sát thương cho kẻ địch. Chiêu thức thứ hai tạo ra một lá chắn bảo vệ đồng đội. Và chiêu thức cuối cùng sẽ bắn ra nhiều mũi tên, nhiều bắn thế nhở, đến một địa điểm chỉ định để gây sát thương, khiến kẻ địch trong vùng chỉ định bị đóng băng. Là một nhân vật rất linh hoạt và có thể đóng vai trò quan trọng trong đội hình của người chơi. Ngoài ra game còn rất nhiều nhân vật khác với những chiêu thức và tính năng độc lạ đang chờ bạn khám phá. Bây giờ tôi sẽ thử đánh cái con boss này cho các bạn xem. Vì boss là hệ băng nên là tôi sẽ tạm cất em Mod 7 ở nhà. Đây là game turn based chiến thuật nên không phải là thích mang con gì thì mang vào đâu đâu mấy ông ơi. Như các bạn có thể thấy ấy, thì để đánh cái con boss này cần có team để chuẩn như tôi này. Tôi chơi một tank, hai con gây sát thương và một con hồi máu. Ok chưa? Tuy là game turn based nhưng mà nhịp độ khá là nhanh. Ui, như đang xem phim luôn nhá, quá phê luôn. Chưa hết nhá, đừng quên tham gia sự kiện offline vào ngày 26 tháng 4 đến 30 tháng 4 tại Vincom Bà Triệu Hà Nội. Có khả năng là các bạn sẽ được gặp mình đấy nhá. Và vào ngày 26 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 tại sân trước bưu điện trung tâm Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhớ đến cho vui, tất cả được nhận quà nhé. Ok, và với một đêm duy nhất trên kênh Relay thì bây giờ nếu bạn click vào link mình để ở dưới phần mô tả để tải game, bạn sẽ nhận ngay 80 lượt quay miễn phí và nhân vật 4 sao server. 80 lượt quay miễn phí đó các bạn và nhân vật 4 sao server, được thêm điểm tín dụng và còn nhiều phần quà giá trị khác. Luôn được gì nữa? Trò này, tại vì tôi cũng muốn xem là trong trò này nó còn có nhiều những cái loại ma nào nữa ấy. Lần cuối cùng chúng ta chơi là tôi chỉ nhìn thấy nó đúng một ma trong cái trò này. Hai ma. Tôi muốn nhìn thấy nhiều ma hơn. À không phải đâu, cháu. Không phải đâu các bác ơi, cháu ấy. Cháu nói trong game. Nhập. Ảnh này. Ảnh ọt này là cái mà khi mà nó có thay đổi tôi sẽ nhận ra ngay nhá. Số lần anh em mình chơi chúng ta. Cái mặt này có thay đổi không ta? What? Có gì thay đổi à? Quên mẹ rồi. Evident rồi thì là nó phải có cái thay đổi rồi mà. À đây. Mimic ở cầu thang. Mimic ở cầu thang report. Hai cuốn băng, nhanh.
Vào gì đấy? Các bạn dọa tôi làm gì? Tôi luôn biết rằng ở quanh chúng ta luôn có những cái oan hồn, các hồn ma, chỉ là họ cũng không hại gì mình ấy, mình cũng không cần phải tỏ ra quá là kiểu phân biệt đối xử thế đâu các bạn. Tại vì ngày xưa họ cũng là người mà. Các bạn đừng có nghĩ nhiều, chắc chắn là bên cạnh bạn cũng đang có người nào đấy ngồi cạnh mà bạn không biết. Có thể là người thân, có thể là người lạ. Kiểu các bạn phải nhớ cho tôi một điều là ngày xưa khi mà các bạn, cái chỗ mà các bạn đang ở đó, là ngày xưa người ta đã sống ở đấy cả đời rồi. Xong rồi các bạn tự nhiên là cái thằng trẻ con nào mới sinh ra trên cuộc đời này, và đến cái vùng đất mà người ta đã ở cả đời, và ở cái chỗ đấy thay người ta ấy, các bạn mới là cái kiểu vô duyên ấy chứ không phải người ta đâu. Trong này mặt mũi. Ê! Hình như cái này thay đổi. Tranh thay đổi ở phòng ngủ. Đừng cho em thua. Tranh thay đổi này. Rồi, thích cái phong độ như này kiểu gì anh em mình cũng sẽ thắng thôi. Làm lại. À, tự nhiên quên hết. Phải thú thật với cả các bạn, lần trước là mình phá đảo mình cảm giác là có một vài chỗ nó cũng hơi ăn mày. Phòng tắm. Từ display mình tại phòng tắm. Cái này nó phải nằm ở đây. Phòng tắm. Yes. Wow. Cái phòng kho này thực sự khó nhớ. Tôi vẫn phải nhắc lại. Chơi lại lần thứ... Bạn... Có cái gì đó vừa thay đổi tại đây luôn. Giờ mimic tại cầu thang. Hai chổi sơn. Khó lên tí đi ạ. Khó lên tí nào. Ê, tại sao cái ngũ cốc này lại đứng thẳng lên như này là bị thay đổi rồi đúng không? Ok. Tranh ảnh này ok rồi này. Ê, Elite, tự nhiên con đứa nào nó bật tivi ở phòng khách ơi. Em không biết. No. Ma nào tự nhiên vào nhà các bạn bật tivi, các bạn phải report ngay. Cốc cùng các thứ ok hết, chả vấn đề gì. Ê, ma này ma thích xem phim với chơi điện tử à? Chờ tí nhá. Cái vấn đề là điện tự bật trong nhà, thậm chí là tôi còn gặp ngoài đời rồi. Cái dòng chữ Duy Lê của tôi, cái màu hồng này này mọi người, thỉnh thoảng nó tự bật lên ấy. Nó thường xảy ra vào cái lúc mà tôi lười làm việc. Tôi nghĩ là các cụ hiện về và nhắc nhở tôi biết là tôi thằng cháu chăm làm việc hơn nữa đi. Cảm giác là như vậy đấy. Ê, mimic tại phòng giặt. Mimic tại phòng giặt. Ủa, các bạn không tin tôi về cái vấn đề là cái tên của tôi thỉnh thoảng nó tự bật à? Đó, các bạn không tin thì cũng đúng thôi. Tại vì tin thế quá nào được. Các bạn không tự mắt chứng kiến thì không tin được. Tôi hiểu. Trong này có gì không nhở? Không có này. Hai cái này nó... Oh shit, evident rồi. Lần trước tôi thắng là do tai nạn à? Trời ơi. Ê, phòng này nó có cái quả táo ở đây không nhở? Cái gì nó vừa dịch chuyển đó? Ê, từ displacement tại phòng basement. Đúng không? Nhớ tôi nhớ có quả táo ở đây mà. Vẫn còn. Nope. Oh shit, chết rồi. Oh shit, evident rồi. Ở đây thì tôi thực sự là không nhớ ra được cái gì ở đây cả. Từ từ. Thằng nào thì thầm vào tai tôi thì nó sẽ là cái gì nhá? Preacher Oscar. Preacher tại phòng bếp ạ. Em đẹp lắm. Lại. Để mai trả anh, chắc chắn mai trả. Who are you man? À đây, từ mimic này. Mimic ở phòng cái can này. Bật tivi này ở phòng khách. Ô, tranh ở đây mất mặt này, vô diện. Tại phòng ngủ lớn, master bedroom. Ê, mimic.
thiếu. À cái đàn này sao tự nhiên lại thẳng đứng đấy, từ từ. Ê, Flovis sóng chuyển chỗ này. Mimic ở cầu thang này, hai cái băng điện. Có gì đó vừa thay đổi tại phòng bếp. Đó là cái đèn. Cái cốc này thay đổi chỗ đúng không? Cái cốc thay đổi chỗ và cái đèn thay đổi chỗ luôn. Ê, sao cái ghế này trồi tận ra đây? Ê, sẽ có hai công tắc. Từ cái này là không xác định, không xác định. Ăn đâu tại phòng trẻ con. Phá đảo rồi nhưng mà không được thấy ma. You can't keep getting away with it. Không thỏa mãn ông ơi. Thôi rồi, lần này chúng ta sẽ chơi dark mode mọi người. Lần này chơi dark mode, HK15 chơi có ma mà. Thì thế tôi mới bảo là game này nó phân biệt đối xử. Mẹ bực vào. Chơi dark mode là chúng ta phải đi soi này này. Phòng khách. Ê, sao dark mode này tôi cảm giác là bị sợ hơn bình thường vậy ta? Nó bị kinh hơn, nó bị đáng sợ hơn ấy. Thừa nhận không thì nó đúng là đáng sợ hơn bình thường ấy. Ma, nó gặp ma ở trong cái kiểu soi soi này chắc tôi chết. Ê, cái này ban đầu không đây đúng không? Mimic ở phòng ở cầu thang, ở cầu thang. Cái này không ở đây đúng không? Ok đúng rồi. Ê từ từ. Thằng cu ấy còn ở đây không em ơi, vào giúp anh cái. Không phải là tôi sợ không phá đảo được mà tôi sợ cái trò này. Kiểu soi soi này kinh quá. Kiểu tự nhiên soi ra mặt con ma nó nhìn mình thì thôi. Game kinh quá nhở. Anh gọi em. À! Mày à em, từ từ. Sao mày vào kiểu im mồm thế em ơi, nói ra. Em bảo là anh ơi rồi, anh không nghe đây. Anh lại bảo em vào từ từ. Việc của em là ngồi đấy. Nếu phát hiện được cái gì bảo anh. Anh soi vào những cái chỗ mà dễ bị thay đổi. À đây, tranh này, tranh thay đổi. Tranh. Tại phòng ngủ. Nói ít thôi nhá, nói ít thôi để anh vẫn muốn tự phá đảo hơn đấy. Mẹ, tự nhiên thằng bé nó nói em tôi bị giật mình các bạn ạ. Tôi bị hơi ghê. Cái phòng tắm này là cái phòng tắm mà anh thường xuyên cảm giác như là nó không bao giờ có sự thay đổi gì đâu. Không có gì đâu anh ạ. Không bao giờ có gì nhá. Ê, thằng này tự nhiên biến thành David Beckham này. Đổi email. À đâu, Neymar này. Misery. Tiếp anh ơi, phòng này là ok rồi. Người quá nhỉ. Không phải. Tiếp anh ơi, phòng này không có gì cả. Mày thuộc trò này rồi à em? 8 lần phá đảo rồi anh ơi. Ờ, thì sao? Tao phá đảo 2 lần rồi. Sao nhỉ? Nhưng em phá đảo 3 lần trong Dark Mode. Mày không nói tao cũng sẽ phá đảo trong Dark Mode thôi, mày trật tự ngay mày. Ở yên đấy đến khi nào anh cần sự yên. Ê anh ơi, ảnh con mèo màu trắng phòng khách. Đây phải con mèo. Nó là con mèo. Nó luôn vậy mà. Không, cái ảnh con mèo đấy nó sẽ có từ màu đen sang màu trắng. Ơ thế á? Thế là imagery tại phòng khách à? Imagery. Thật không đấy? Nó vẫn thế mà, theo như anh nhớ nó vẫn thế mà nhở. Nếu không phải thôi. À, nếu không phải tao đánh mày trận mại thằng này nữa. Nó vẫn thế. À, anh cái cây di chuyển. Displacement. Yeah, okay. Displacement. Cây cối này. Sang bên này nào. Cái kia thêm hình như cái giỏ. Nó mở cái lắp lên. Không như em nghĩ đâu em ơi. Trật tự ngay nhá em nhá. À cái này tự nhiên đổ này, displacement này, đúng không? Không ngủ này. Con gì nó vẫn thế mà. Không, cái này này. Cái này anh tắt cái report menu đi. Cái như anh nhìn cái bảng, anh nhìn vào cái bảng trang điểm. Bật nhanh kiểu gì? Bật nhanh cái report menu này có nút không? Không anh ơi, anh phải ấn mà. Thế thì anh không tắt đâu. Tại anh nhìn tự nhiên. Nhưng mà cái bàn trang điểm đấy đôi khi cái kéo nó sẽ từ bên đấy sang bên cạnh cái hộp màu vàng vàng kia. Nó còn nhân đôi cái cốc này lên nữa này. Đúng rồi. Đấy thấy chưa? Thấy cái này nó chỉnh lại rồi này. Còn gì đâu? Ơ, sao cửa mở này? Anh vào nhà bếp đi, sang nhà bếp. Khoan. Xong cái này ở nhà bếp đấy. À thế á? Thế mình phải sang nhà bếp để mình report à? Nó sẽ ở mấy cái con này nó sẽ ở phòng khác. Cái này nó vừa thay đổi này, displacement tại nhà. Tự nhiên cái này nhảy xuống đây đúng không? Đúng rồi. Flow. Lần hết. Người à? Chủ nhà à? Từ từ nào. Flow à?
Slow anh ạ. Là người có tứ chi kéo dài đây đúng không? Đúng rồi anh ấy, nó kiểu trên tay nó dị dạng ấy. Oh shit son. Anh không report nhanh tí lao thẳng camera. Đừng nhìn anh thôi. Flow. Đừng nhìn đừng người chào thầy cô ơi. Displayment tại phòng khách. Tại phòng bếp. Không phải. Ok. Cốc phải di chuyển không nhở? Cốc vẫn thế nhở? Đấy nhá, sướng chưa? Các bạn đòi ma mà. Các bạn sướng chưa? Các bạn đã chưa? Mimic. Dark mode. Với cái sao trên trần nhà là nó không có gì. Cửa mở anh ơi. Cửa đóng. À, nhìn cửa mở. Tiếp anh. Chưa thì thay đổi. Ngoại trừ ma ra thì đến hiện tại là vẫn không có gì đáng nói. Tự nhiên cái ra sao rồi. Displayment anh ơi. Phòng trẻ. Em ơi. Con gì đó không nhỉ? Cái đèn này vẫn vậy này. Con này nó có bị nằm sấp đi không? Không phải. Không, cái con đấy sẽ chuyển từ đấy sang bên góc bên kia. Thực ra anh chưa. Nó vẫn displayment tại phòng trẻ con này. Có hai cái. Hai sao rơi luôn à? Không, một cái nãy cái đồ chơi nó di chuyển từ bên kia sang bên. Damn. Tôi vừa report được cái gì đó mà tôi éo nhìn được. Tôi cứ tưởng đây là ma cơ, kiểu nhìn giống người ấy. Cái này nó di chuyển không nhỉ, đúng không? Displayment tại phòng bếp. Cái này như di chuyển này. Cái đấy nó, nếu mà đúng thì nó phải làm nghiêng ra hơn cơ. Cái đèn hay di chuyển phết. À, cái thanh giá nó phải lộn ngược anh nhá. Đấy, cái đèn nó vẫn thế. Đấy, nãy cái thanh giá lộn ngược. Ở sát tường như này luôn à? Hiểm nhờ. Khó hiểu nhờ. Chơi nhờ. Không, thế đấy, thì không cái phải đèn nó không sao. Đi hay sao đấy? Thiếu pin à? Alien rồi anh ơi. Evident rồi, tôi chết rồi. Làm gì có thế gì mà evident. Có thấy gì không? Có thấy gì đâu. Nó có gì cả. Có gì đâu mà evident nhờ. À đây, có cái đĩa. Mimic rồi. Tự nhiên lại có đĩa. Chết rồi. Thỉnh thoảng nó thì thầm vào tai thì có phải report không ta? Không anh ơi, nó too many annoying, có nghĩa là nó đang cảnh báo anh ấy. À, displayment phòng khách anh ơi. Đúng rồi, thấy thiếu đồ này. Thiếu cái cuộn băng. Còn gì nữa ông ta? Chưa thấy gì quá kinh khủng mà đến mức là too many nhá. Ê, displayment tại phòng tắm hay sao ấy? Cái này phải nằm ở đây vậy. Thôi chết rồi. Đã nghi rồi. Đã nhìn thấy một con ma nhưng mà phải cố lại. Soi. Đây rồi, displayment này, trẻ con này. Displayment hay là mimic nhỉ? 1 2 displayment 3, 4, chứ anh ơi, cái hình chữ U kia di chuyển. Yes sir. Rồi, mimic nữa. Quay lại phòng đấy mimic anh ơi. Làm gì có mimic nào? Cái vàng. À ừ nhờ. Chết với anh em to ngay mẹ. Cái quyển sách này làm gì có đâu đúng không? Có anh em. No. Tiếp anh. Mimic phòng khách. Nhìn thấy không quen mà lại còn. À còn thiếu đồ ở đây nữa cơ. Nó là displayment chứ không phải mimic. Nó từ cái bàn nhỏ chuyển sang bàn lớn. Ok. Thiếu đồ ở đây này. Quên. Bạn nãy là meme của Mr. Incredible đúng không? Đúng rồi anh ạ. Tự nhiên lại có meme. Đây. Displayment tại phòng tắm giặt này. Quần áo này. May anh không gặp cái con khỉ trần chuồng. Cái gì trần chuồng? Trần chuồng là ra khỉ khỉ à, mẹ anh ấy thích gặp khỉ trần chuồng. Nhìn thấy khỉ trần chuồng em ơi, hay phết, nghe lạ. Ồ nhờ,
Cái bàn này thường xuyên là không để ý này. Quần áo này, qua được một tiếng rồi. Bàn ok hết. Chưa thấy có gì. Displayment phòng ngủ. Cái gì đấy? Cái anh nhìn trên bàn cái lọ bé bé hình có nắp màu đỏ ấy kìa, bên cạnh cái máy tính đấy. Mày chắc không? Anh đi vào phòng khác. Nhầm. Nhưng mà mày hình như anh cảm giác là mày sai sao? Sai em xóa kênh anh. Ở phòng khách report bừa cũng đúng nhá. Đây. Cái đỏ này nó không biến mất ấy. Thì sao anh? Đây nó có biến mất đâu? Vẫn còn cái nữa, cái đỏ đấy ở bên kia. Tin em đi. Mày còn có chắc nữa không đây? Em chắc. Sao lại làm gì mà cứ ăn may hết thế hả em? Không có ăn may đâu. Ai mà ăn may 2-3 lần được. Sure không em? À ừ nhờ. À thế thằng em này nó cũng có năng lực đấy các bạn. Nó cũng để ý cái đấy. Thực ra là tôi thử lòng nó thôi, chứ ban đầu tôi cũng nhìn thấy rồi mà. Em hiểu không em? Ok em hiểu anh. Ma cũng chưa thấy. Chưa là ma. Các ca làm việc theo một cái quá trình nó diễn ra từ. Khá là ổn. Đâu? Anh quay lại phòng, trên kệ tự nhiên có cái thùng xanh cạnh thùng đỏ mimic đấy. Ban đầu không có à? Ban đầu không có. Ok. Có cũng không sao. Tạm tin thằng đấy. Tôi nghĩ là nó nói bừa chứ. Làm gì có. À thế ạ, đâu. À ừ nhờ. Nói bừa. Mấy cái thứ to to đấy tôi không ai để ý đâu các bạn. Anh lại không bờ rồ à? Anh ơi, ngoài cửa. Flow. Quỷ chân chuồng à? Phải không, mặt nó này. Không anh ơi, nó quỷ cơm. Không phải là có quỷ anh em mình gặp ở trong này. Không nói gì mình bảo nó cơm đâu anh. Uầy! Nó lắc rồi. Còn nó không nói gì. Là quỷ này quỷ đá, quỷ này phải là quỷ chơi thuốc. Đấy nhá, đã thấy ma nhá cho các bạn vui nhá. Sướng nhá các bạn, sướng chưa? Hai con ma đấy. Ba đấy, ba ma đấy. Email. Em thấy rách kinh hơn, giống rách kinh. Tao thấy giống cái ông nào đấm bốc ấy nhở. Muhammad Tài Ali. Muhammad Ali đúng rồi. Có gì nữa không ta? Không anh. À mimic quyển sách nhân đôi. Sách nhân đôi này. Hơi nghi mà. Còn gì không em? Thôi, tự nhiên tôi muốn ỉ lại với thằng này hơn. Anh ấy ỉ lại à? Anh lại muốn ỉ lại hơn em kiểu chơi đi cho anh vào phá đảo em ơi. Mặc dù là nếu mà không có em thì anh vẫn phá đảo được thôi. Tự nhiên cái mimic này. Đấy, chứng minh là mình có năng lực ngay. Nhân đôi này. Chưa giờ mình gặp mấy kiểu Thupa hay là Preacher hay là Corpse là cái xác ở phòng ngủ. Đây. Displayment phòng cassette. Uh-huh. Gọi là cái cầu thang em nhá. Gọi là okay, cái cầu thang em. Chưa có gì ở đây cả. Ê, có thì thầm anh ơi. Có thì thầm. Anh đi mimic phòng giật đầu. Rồi anh đi kiểm tra mấy phòng khác luôn. Nhưng mà thì thầm thì là có ma. Nó ở vào trong phòng nhà khác. Nó vào trong nhà. Thì thầm tức là nó đã vào trong nhà. Displayment phòng trẻ game. Ok. Tôi đang speed run cái trò này các bạn. Có cái gì đâu game nhỉ. Game mấy con à, không. Ma. Bà... Ôi. Wait a minute, tại sao nó lại chiếu tôi cửa này? Khoan đã. Living. Cái cửa này là sao nhở? Đây là phòng khách nhưng mà nó chiếu tôi cửa thì là tôi sẽ phải chờ tí nhở. This is now in the game. Cannot be classified. Open door are not displayment. It means someone has entered the home. Cái này hình như là thuộc vào dạng unknown này các bạn ạ. Sao lại mẹ lại mở? Sao mẹ lại mở? Không được. À, đây rồi. Nó cứ mở sợ quá mà. Thật ra lúc đấy nhìn thấy ma thì cũng có thể là tăng view nhưng mà
mà sợ quá. Chứ chúng ta ở mức độ an toàn rất là ổn định. Thậm chí anh em mình sắp phá đảo Dark Mode này. Thằng này nó có đẹp trai lên tí gì không? Hay là vẫn thế nhỉ? Nó vẫn thế anh ạ. Vẫn thế em ạ. Nó vẫn sâu. Đấy. Ê, display mình đấy, nó phải nghiêng nó mới vấn đề. Nhận ra rồi, nhận ngay mà. Cái dọc ngũ cốc vẫn thế. Cốc vẫn vậy. Where are you now? Thấy mỗi một con ma hai cửa. Ờ mimic. Chưa thấy gì cả. Tôi bắt đầu thuộc cái nhà này hơn nhà tôi. Tôi biết là tôi nói điều này rồi nhưng mà tôi thuộc cái nhà này hơn nhà tôi. Bây giờ mà ví dụ cái cuộn giấy vệ sinh này ở phòng tôi mất là tôi đang không biết đi đâu để tôi lấy đây. Nan giải lắm anh em. Không hề đơn giản đấy các bạn nghĩ. Phòng tắm không bao giờ thấy có gì cả. Phòng tắm là có con khỉ trần chuồng trong bồn tắm. Anh nghĩ lại rồi anh không thích nhìn khỉ trần chuồng. Nhưng mà mẹ thực ra là khỉ nào chả chân chuông nhỉ? Nhìn giống người vậy. Ảnh thay đổi anh ơi, emergency phòng bếp. Ảnh phòng bếp thay đổi emergency. Ảnh vẫn thấy mà. Cái ảnh quên. Ảnh vẫn thấy mà. Đây này nó có cái dĩa này. Đúng rồi, nó di chuyển từ bên ngoài vào. Chơi game này nhiều nó bị đa nghi anh. Cái dao này đúng vị trí không nhỉ? Đúng 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 anh ơi. Cái dao đây dường như chả thay đổi. Đây anh ơi. Ở đây Mimic. Và lại một ván nữa anh em mình khả năng cao sẽ không thấy ma các bạn ơi. Tôi rất buồn, tôi rất buồn. Này nó có khác gì không em? Nhìn nó cứ khác khác em. Hình như là mấy cái tranh đây có một cái giống như kiểu máu hay cái gì. Cứ thử xem nào. Cứ thử đi anh, tại vì vẫn là value mà. Nhìn nó cứ khác khác nào. À đù. Ờ nó khác thật đấy, nó khác nhìn nó thật rất này. Lạ. Nhưng mà tại sao nhìn không khác gì ấy, kiểu khác kiểu nó kiểu gì ấy. Thế thì đến bây giờ nó... đến bây giờ nó vẫn khác. Nếu như nó không, nói nó bình thường, tại vì mình cái nền trắng kia lấy nó kiểu giống máu ấy. Ok. Weird as fuck. Anh thì bọt sai là nó sẽ nhân một cái lên các phòng khác. No weird as mở cửa anh ơi, mở cửa. Vào phòng bếp anh ơi. Bà kia quay lại rồi. Bếp có ma. Tao không chơi với mày. Thôi rồi, tao biết rồi. Không chơi mày, tao chơi mày. Anh nhanh tay rồi, anh nhanh tay rồi. Nhanh tay rồi. Đi vào đây. Đi vào đây. Kinh qua game gùm. Khả năng cao chúng ta phá đảo tiếp rồi mọi người ơi. Và đó là Duy Lê phá đảo chế độ Dark Mode. Mình không mõm nhá, mình thực sự phá đảo. Ngày hôm nay là phá đảo cả ở chế độ bình thường lẫn chế độ Dark Mode nha mọi người. Chúng ta chỉ còn thiếu cái mức là chế phá đảo Dark Mode ở cái chế độ không màu nữa thôi. Yes sir, phá đảo rồi. Dark mode. Có gặp ma. Cái đấy là cái quan trọng. Cái có gặp ma là cái có khá là quan trọng trong buổi tối ngày hôm nay. Let's go. Cảm ơn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hay nhớ like video và đăng ký kênh cho mọi người. Ok, xong video rồi.